Sáng nay đi hớt tóc ở Cali nè, cái người thợ mà cắt cái đầu này á là không có đúng cái ý của mình, nhưng mà đành chịu thôi, tại vì mình rơi vào thế tóc dài mà không có chỗ cắt. Nhân đi qua Cali này cắt. Nếu bạn rơi vào cái hoàn cảnh mà cái người khác không thể đáp ứng được yêu cầu của mình thì bạn sẽ như thế nào? Cách tốt nhất là cười trừ thôi, chứ có cay đắng thì cũng vậy thôi. Mái tóc này không hợp nhưng mà vẫn cười, bởi vì có nhiều cái điều khác nó quan trọng hơn là cái mái tóc cắt đúng ý của mình. Lúc nào bạn cũng tỉnh táo để nhận định rằng cái gì là quan trọng nhất thì bạn sẽ bỏ qua những cái điều làm cho mình không có hài lòng. Học cách bỏ qua nó và tập trung vào cái điều mà mình muốn nhiều nhất. Còn cái nào nó xảy ra không theo ý muốn mình thì kệ nó. Cho nên cái điều gì xảy ra đối với tôi mà nó không có hài lòng tôi á thì tôi chỉ khó chịu bực bội trong vòng 5-10 phút gì thôi, rồi thôi bỏ qua. Đó là một cái nghệ thuật sống, các bạn hiểu không? Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong thông điệp tiếp theo. Bye.